24. Ông à, ông có từng gặp người này chưa? Chưa gặp. Ông nhìn kỹ lại xem. Anh này. Có chuyện gì sao? Xin hỏi anh từng gặp người này chưa? 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 Mộc. Toàn dừng lại. Đây.
uống một ngụm. Đây là thảo dược đấy. Sao nào? Thảo độc sợ bị độc chết anh nè. Uống. Khẩu quá. Uống một ngụm lớn như vậy làm gì? Trông thảo độc không sợ tôi độc chết anh sao? Chỉ là muốn để anh thử xem nóng hay không thôi. A Mộc, vừa rồi anh cũng nhìn thấy rồi. Tôi không phải mù đâu. Đương gia và người đàn ông kia. Đúng vậy. Theo quy định của người Nhật Tô chúng ta, người phụ nữ hôn người đàn ông thì phải trả cho người đó. Câm miệng. Còn anh nói lung tung. Cậu cẩn thận tôi xé miệng cậu đấy. Nương đầu to. Mẹ cậu là ai? Nghe nói cậu lớn như vậy rồi. Nói chuyện vẫn tè ra quần. Nói chuyện đi. Nói đi chứ. Mẹ cậu là ai? Mẹ cậu làm gì đấy? Sao họ lại bắt nạt em vậy? Sư xế, rư xế, thơ xế.
我没有给他们抄。这些都是你算的。你是荣金征吧？你认识我？我是刚到你们宁大不久，是你们数学系的老师。我叫岳翰礼。岳翰老师您好。我听荣校长提起过你啊。哦，我正在辅导咱们学校选拔参加全省大学生数学竞赛的选手，你愿意参加吗？我听说只有大学三年级以上的学生才有资格参加。荣金正，你没有听懂我的意思，我是问你愿不愿意，而不是可不可以。那您得去问校长。这次全省大学数学竞赛，我们宁大的数学系代表队在李教授的带领下一举夺得了总冠军，为我们学校争得了荣誉。我们用掌声献给我们数学系这些佼佼者。笑一笑，你应该感到自豪。这次竞赛题基本上是你一个人完成的。荣金正，我没有看错你，你一个人打败了全省所有大学的数学系。笑一笑。数学课题继续深入研究下去。您说的是数字双向理论？是啊，你不是帮我一起论证过吗？如果我们这个推论成立的话，那这个理论是极有应用价值的。那我得先恭喜你。愿意跟我一起去吗？啊，好。数字双向理论只是我研究的一个科目，还有更多的研究，需要更多的资源。您还是去问校长。小荣啊，这纸钱你收着，我是按照院长的级别给你准备的啊。到了那边以后大方了点话，别老光想着算题，注意劳逸结合，调整生活。想喝鸡汤了托梦给我，主任给你熬，熬得鲜鲜的，啊！我们这边都挺好的，疯子挺好，我挺好，大宝也挺好。就是想你。我也想你。你臭小子走了，没人陪我下棋了，老大都还老欺负我。
净瞎说，谁欺负你了？你，他不让我刻碑，那能随便刻吗？纪律不允许。我不管，就是你不让我刻。小荣算过子密，是英雄，他有事迹，为什么不让我刻？那也不能瞎刻。小荣干的事儿还没解密呢，他再有事迹也不能刻，就是不能刻。我不管，我就刻，我刻。你看他欺负我。小荣啊，可怜呐，满园子的碑都是你给他们刻的，背后面都是事迹啊，都是英雄事迹啊。可是你自己呢？唉，就剩下1934年，刚1956年。tử mật tử mật tử mật là cái gì vậy? Ni sợ à? Tử mật vừa nghe thì biết là tên của một cô gái rồi. Có gì không hay mà xem nước đi sao thuốc đi. Ra ngoài, ra ngoài thôi. Dương chủ nhiệm, tôi đến là để xin lỗi anh. Hôm đó, đúng là do tôi quá xúc động. Chúng ta đều là người đau lòng cho Dương Kim Trân nhất ở 701. Cậu đau lòng cho cậu ấy sao? Nếu như cậu thật lòng đau lòng cho cậu ấy, thì cậu đã không đẩy lên họng súng. Một đứa nhỏ tốt như vậy. Nếu như bây giờ cậu ấy vẫn ở Nam Diên phát báo giấy với tôi, cậu ấy nhất định vẫn đang sống yên ổn. Nói không chừng bây giờ còn phá được mật tử rồi. Cậu lại muốn làm gì? Tôi muốn để mọi người tháo bỏ bia mộ này. Anh dám? Cẩn thận tôi, không khách khí với anh. Nhất Bình, tin tôi đi. Dương Kim Trân thật sự chưa chết. Vậy nên tôi đã tìm ra đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh Dương Kim Trân còn sống, hy vọng là rất lớn. Có lý đấy. Tôi đã nói mà, Tiểu Long nếu thật sự mất rồi thì cậu ấy đã báo mộng cho tôi từ lâu rồi. Phong Tử, cậu có mơ được Tiểu Long hay không? Dương Kim Trân vẫn còn sống. Trân Thu, tôi chính thức xin tôi, Đại Phong Tử và Đại Bảo cùng nhau đi tìm Tiểu Dung. Đại Bảo và Tiểu Dung quen thuộc với nhau lắm, cho dù là bao xa, tìm mùi theo mùi là có thể tìm được cậu ấy rồi. Trưởng Ban Trinh, 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 Trưởng Ban Gì thông? Canh gà. Sự chén. Lấy tiền. Tôi nào hồi chờ. Cầm hết về đi. Canh gà lấy tiền gì chứ? Cầm một trái bia. Tháo bia mộ cho tôi. Vào đi. Lý trưởng ban Lý.
Trịnh à, Trịnh Đương, trả lại điều tra thế nào rồi? Trịnh trả đang điều tra. Tham gia chiến dịch hành động này, toàn bộ liên quan nhân viên đều tại đây. Tham gia hành động lần này đều ở đây cả. 701, và cả cục công an Ninh Châu, tổng cộng trên dưới, tổng cộng có 24 đồng chí. Có phát hiện gì không? Trước mắt vẫn không có gì. Trong khi hành động, mỗi người đều có các việc riêng, có vị trí riêng. 并且, đồng thời, đều có một đồng chí bên trên có thể làm chứng cho nhau. 似乎, dường như sẽ không ai có khả năng tiếp xúc riêng với Phi Long cả. Cục công an Ninh Châu và 701 tổng cộng đã phái đi 24 đồng chí tham gia hành động này sao? Đúng vậy. Tham gia hành động là ý kiến một, tham gia hành động chỉ có vậy thôi. Nhân viên hậu cần thì sao? Hậu cần, nhân viên hậu cần không tham gia hành động lần này, vậy nên càng không thể nắm được thông tin quan trọng mật tử đang ở đây. Nhưng bọn họ hoàn toàn có khả năng tiếp xúc, nghe được, thậm chí là lấy đi, đúng không? Tôi sẽ lập tức mở rộng phạm vi ra tất cả những người có khả năng tiếp xúc được với thông tin của hành động này để tổng hợp vào. Anh vất vả rồi, nên làm mà. Đúng rồi. Vừa rồi tôi nhận được thông tin, Hàn Băng nói ông chủ của tiệm đồ ăn vặt đã từ quê trở lại rồi. Tôi đang chuẩn bị cho người điều tra. Chuyện này liên quan tới an nguy của đồng chí tiểu tổ Huy, tôi sẽ tự mình đi làm. Vậy cũng được. Đã 4 đêm rồi, vậy mà vẫn chưa tỉnh. Nhưng sông đỏ cũng uống hết 3 cây rồi. Dương gia đã dùng nhiều thuốc tốt như vậy, uống là vô ích mà, còn không phải sao? Tên nhóc này trên người không có một đồng nào hết, nằm ở đó tốn thuốc. Hắn tỉnh lại còn tốn cơm. Dù sao cũng là một tên tốn tiền. Theo tôi thấy, khi bạn nên hắn vào trong sông cho cá ăn là được. Lỡ như hắn thực sự chết trên thuyền thì không được may mắn đâu, đúng không? Nói gì đấy hả? Sao nào? Người có tiền thì ngày nào cũng phải đeo vàng đầy cổ sao? Còn tôi bắt cá thì ngày nào cá cũng phải đầy túi à? Tôi nói cho anh biết, tên nhóc đó nhất định là người có tiền. Đương gia, sao cô lại biết vậy? Đây là gì nào? Hòa trà mà. Nhà hàng Hòa Bình. Rồi nhìn cái này nữa. Bên trên không phải chữ tiếng Anh, thì cũng là chữ Pháp. Như vậy rõ ràng là thuốc nhập khẩu. 能买得起进口药进得了和平饭店的人会是穷人。我沈宇从来不做平，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 我沈
người mà. Chứ, phải cứu. Nhất định phải cứu. Đúng đúng. Chứ ba. Ăn thôi. Cứ ăn.同志，要点什么？你好，请问您是这儿的老板吗？我是，你们是？我是公安，找您问点事儿。什么事儿？这两个人，您见过？
没见过，请您好好看看。他们两个人可是杀人犯，有人看见18号那天他们在你们的店门口出现，还开了辆车。林先生，你们干什么？对，对，我想起来了，这个人我见过。说说当时的情况吧。当时他们开了一辆车，突然就停在我的店门口了。然后车上下来两三个人，把一个晕倒的小伙子抬上车。我当时还问他们想干嘛，其中有一个人还对着我做了这么个动作。是这个小伙子吗？对，就是他。这两个人是杀人犯呢，那这个小伙子是不是已经被您认识了？不认识，就是个过路的。那天你没事吧，小伙子？我宝贝，能不能给口水？你等一下。小伙子，小伙子没事吧？啊，快醒醒！小伙子，你没事吧？快醒醒！小伙子，快醒醒啊！然后他们的车就开过来了。我当时就在想，这两个人十有八九不是什么好人。所以我就赶紧把店门关了，回老家躲了几天。光天化日就敢抓人呢，早知道我就报警了。都怪我怕事，害了这小伙子一条命。正好相反，您救了他。谢谢。看来韩梅说的是真的，可以排除他的嫌疑。明白。行了，当家的，当家的，到到到，到你是干什么的？你家在哪？
你叫什么名字？你是谁？我是谁？tôi là ai？醒了！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 醒
Đau chết anh ta à. Đi ra. Đi thôi. Nó bà đó cầm dao làm gì? Tôi làm cá. Thu lại đi. Tôi thấy tên nhóc này là đang giả vờ đấy. Cậu ta biết hết. Chỉ là không muốn trả tiền thôi. Cậu ta dám. Tên nhóc này nếu dám không trả tiền thì bây giờ ông đây sẽ giết hắn xong cho cá ăn. A Thố. Tăng gia đã nhìn vậy chỉ sợ là mất trí nhớ rồi. Mất trí nhớ sao? Đúng. Đã bị ngâm trong nước thời gian dài như vậy, hoặc là đã bị chết đuối, không thì sẽ bị mất trí. 真是意，还是假事？杀人偿命，欠债还钱。那是天经地义。你不想知道你是谁？我告诉你，你在江里灌水，身上中了枪，要遇见旁人，这回早见阎王了。不过是你运气好，遇见的是我。本来狼人这事情不归我管，可是让我没忍住发了个善心，所以就打狗。谢谢你。千万别跟我说谢，我这个人啊，不收人情，只收债。咱俩打开天窗说亮，为了救我，可浪费我不少名贵药材，还不只是药材，还费了不少功夫。功夫就是时间，时间就是鱼，鱼就是钱，明白吗？明白吗？你少给我装，你欠我钱全记在本上了。当家的说的话你听明白了吗？赶紧让你家人收钱。người nhà
là ai? Tử Mi à? Nàng liền trong mơ đều nói tên của cô ta. Nàng gắn gìn cho bà tiền xong qua à? Đưa tiền qua đây. Tên nhóc này, cậu nghe rõ cho tôi. Tôi có thể giúp cậu từ sông lên. Tôi cũng có thể giúp cậu lại đó. Báo cáo. Xin lỗi. Vào đi. Bà văn quan. Đóng cửa lại. Trưởng chủ. Trưởng ban Trịnh. Đây là những sổ và bản nhắc tay Kim Dung Trân làm nơi lại mà chúng tôi tìm được. Cô cần đi sắp xếp lại. Có lẽ sẽ giúp được cho công việc của chúng ta. Tôi muốn dặn cô trước. Đây là những là tài liệu cơ mật nhất của 701. Cô không được cho bất kỳ ai xem, bao gồm cả đồng nghiệp của chúng ta. Nếu có suy nghĩ gì, chỉ có thể nói với một mình tôi. Tôi hiểu. Trưởng ban Trịnh, Kim Dung Trân vẫn không có tin tức gì. Điều tra cậu xong là điều tra tôi. Điều tra tôi xong là tới Mạnh Tiểu Dân. Cậu nói xem chúng ta suốt ngày ở bên ngoài, ra sống vào chết. Lần này tới đây vẫn bị nghi ngờ. Nghĩ mà ấm ức. Nghiêm thực đâu? Triệu Kỳ Vinh, nghiêm thực đâu? Mấy ngày nay không thấy cô ấy tới văn phòng ban giải mật mã. Chắc là bế quan rồi. Bế quan gì chứ? Nghe nói nhận nhiệm vụ lớn, phá giải tử mật. Hừm. Một người thế này ấy à? Người người đều nguy hiểm, phải tự bảo vệ mình. Đúng rồi, tôi khuyên cậu một câu. Đừng đối xử tốt với cô ấy như vậy. Tôi hỏi cậu, có phải cậu nói chuyện của tôi và Nghiêm Thực cho trưởng ban Lôi không? Cậu nói gì cơ? Tôi nói cậu có phải phản đồ hay không? Tôi xem cậu như anh em. Sao cậu lại đi mách lẻo sau lưng tôi? Cậu nói tôi là phản đồ sao? Cậu nói lại lần nữa xem. Chuyện của tôi và Nghiêm Thực, ngoài cậu ra thì không ai biết hết. Bây giờ trưởng ban Lôi hỏi tới Nghiêm Thực, không phải là cậu là ai? Cậu đi hỏi cô ta chứ.
Trang Chí Sùng nhớ lại được gì chưa? Vậy cứ từ từ mà nghĩ đi. Chị bà ấy vô xỉa đi. Tôi sao? Phí hoa. Bố không phải cậu thì là ai? Ăn của tôi, hơ của tôi, dùng của tôi, dùng của tôi. Ở chỗ tôi còn muốn hầu hạ cậu nữa chứ. Làm việc đi. Nhớ đấy, phải giặt quần áo đi.